Mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì mình đang ở nhà của chị Thi và bé Na cũng như là anh Bảy lụm ve chai ở thành phố Vĩnh Long như cả nhà. Thì hôm nay thì mình gặp lại gia đình của chị Thi cũng như là hỏi thăm sức khỏe của chị Thi xem như thế nào, cũng như là có hai cái tin vui là muốn báo cho chị Thi biết đó. Thì bây giờ cái tin vui gì thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng nhau trò chuyện với chị Thi xem sức khỏe của chị hôm nay như thế nào nha. Thì bây giờ hai vợ chồng là vừa đi lụm ve chai về, thì ve chai cũng lụm nè, giấy nè, rồi sắt nè, những cái đồ vụn này về thì cũng lụm, coi như là giữ ở nhà để mà cái này là chưa bán anh Bảy. Cái này là chưa có bán được. Lụm mới 15 còn ngoài xe cơ. Rồi chiếc xe này lụm luôn hả? Trời ơi, chiếc xe này có hồi đó hai đứa mua 500 ngàn định để dành đi chơi, có đi đó mà mua về đạp không có nổ lít ơi. Vậy hả? Đạp hoài chả không nổ rồi để hoài luôn, sửa sợ tốn tiền. Mua 500 tính để đi đâu có chiếc xe được được đi đó. Rồi bây giờ là chiếc xe này là đạp nó không nổ, nó hư luôn hả? Không biết sao mà đạp không nổ. Sửa hoài, mỗi lần sửa mấy chục ngàn. Thì nó còn tốt quá nè. Thì còn tốt, cái chủ xe đó bán cho 500 ngàn đó. Thấy hai chồng bà bán, hai chồng đi đâu có xe được được đi. Bây giờ đạp không nổ. Không. Rồi giờ coi như là nằm ngủ luôn. Kệ, nằm để trong nhà cho mình có cái của chơi vậy. Có của chơi mà có bị hư rồi để trống chỗ á. Rồi bây giờ để hôm nào bán lại đây. Bán chai mua vợ. Bán chai chai. Thao bán chai chai ổn. Trời đất ơi. Rồi cái nhà của mình đây là cái bàn đấy hả? Cái bàn đó. Trời ơi cái bàn. Trời ơi cái bàn này cũng tiện nghi quá ha. Trời ơi. Cái bàn đó tiện nghi lắm á. Trời ơi, cái bàn tiện nghi quá. Cái là cái lò này, lò nướng. Lò nướng của người ta hư, người ta quăng ra đó. Để đồ trên này. Đây nè cô. Tiện nghi dữ luôn. Của cô Lít á. Uống cua dừa cho nó mát, cô Lít hắn nắng này, đi nắng từ sớm giờ uống đi cho nó mát cho chặt đó. Dạ, cảm ơn chị. Anh uống cà phê đi. Rồi sao thấy khỏe không? Khỏe, cũng khỏe. Cũng khỏe hả? Tuần nay thấy khỏe. Tuần nguyên tuần nay thì nó đỡ, nó khỏe. Ít nắng. Dạ. Rồi mấy Na rồi sao rồi chị? Mấy Na rồi đó. Thấy đường không? Qua đây Na. Na qua đây. Trời ơi, thấy thương không? 30 tuổi rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Nó thấy cái quạt lở lết theo cái quạt. Đấy, nó mát ha. Dạ. Rồi sáng này là chị bệnh rồi chị không có đi hả chị? Hồi sáng này bệnh, hồi sáng này nằm nó cũng như thay mình thấy tim mình nó đánh mệt quá đó. Thì dạ. Mình không có đi. Dạ. Đi giữa đường sợ nó mệt rồi ông Bảy nó hôi nay ở nhà đi. Dạ. Rồi bây giờ chị thấy trong người chị sao rồi, bây giờ đã đỡ mệt chưa? Đỡ rồi, có uống thuốc rồi đó. Dạ. Uống cái tâm khan vô. Rồi bây giờ cái bệnh của chị là bệnh gì hả chị? Hở quanh tim nè, hai lá rồi nè. Tiểu đường tấp 2 nên nè. Dạ. Gan mỡ, máu mỡ, men gan cao, trào ngược dạ dày. Đau cái lưng. Đau cái lưng. Ginh nặng cái tối giờ nó nhức kịch vậy. Bởi vì làm quá trời làm mà. Già rồi. Dạ. Ủa năm nay chị Thi bao nhiêu tuổi ta? Tính tuổi thiệt là 49 tuổi rồi đó. À 49 tuổi. Vậy là sinh năm 1970 bây giờ em tính mấy mấy à? Chứng minh đi. Tính theo giấy chứng minh ba ông sỉnh. Ông sỉnh ông đem cái sổ đỏ, không phải ông đem cái khẩu khẩu xuống với xã, ông ghi tên con Ngoãn vô. Rồi người ta năm đó người ta kêu đổi hộ khẩu, hồi đó màu trắng bây giờ đổi là màu xanh xanh đỏ đỏ đó. Rồi cái ông đọc, ông ghi tôi sinh năm 1979. Trời trời bỏ của tôi mấy tuổi luôn. Làm tôi bị quan. Em quý sửu đó. Bây giờ giấy tờ giấy chứng minh em bây giờ mấy giờ mình chiếu vậy luôn đi. Quý chứng minh em bây giờ là tuổi con ngựa nhưng mà em tuổi thiệt là tuổi con trâu, em là quý sửu đó. Tuổi này là tuổi con trâu phải không? Ông gì lộn ra tuổi con trâu. Ông ra ông đọc lộn mà đâu phải ông đọc mình em đâu, ông đọc mấy đứa luôn chặt lắc xe xanh hết trơn. Ủa cái nhà nhỏ của mình là 1 tháng 1,5 triệu hả chị? Này hả? Dạ. 1 tháng 1,5 triệu rồi điện nước mình tính làm sao? Tháng xài chưa tới 100 ngàn điện thoại, tiền điện nước nữa. 100 ngàn gì? 100 ngàn chưa tới nữa. Dạ. Mà bình thường là giống như là tới ngày mấy là mình đóng tiền nhà trọ? Mùng 10. Mùng 10 hả? Bữa nay mùng 9 rồi. Năm 9 hả? Ngày mai mình đóng á hả? Ngày mai mình tới rồi.
Vậy hả? Rồi rồi tiền điện nước tháng này là bao nhiêu khối, bao nhiêu ký điện? Chưa biết nữa, sáng tới chú đó cái xuống chú ghi rồi. Đóng cái nhà trước, và điện nước ta đóng sau. Điện nước ta coi lại. Một tháng rồi tôi xài có 2 khối nước à, có 20.000 à, nguyên tháng luôn. Tiết kiệm dữ à. Đi về nhà thì chiều có tắm thôi, rửa mặt rửa tay, mình xài nước ít ít thôi, đâu có nấu gì đâu, điện nước nhiều. Dạ. Mình chỉ có mình xài quạt thôi. Rồi chi tiền chi tiêu đồ mỗi ngày vậy, rồi hai vợ chồng rồi đi lụm ve chai có đủ mỗi ngày đâu, mỗi tháng đóng tiền nhà trọ không? Thì lúc trước giá tỷ như bây giờ dành dụm giá tỷ như đi chợ nhín lại, như qua đi chợ Gulit mua 12.000 cá đó, ăn 2 bữa, ăn tới nay còn 2 con. Dạ. Ăn nhín. Trời ơi, rồi ăn mấy ngày? Ăn 2 ngày thôi. Dạ. Cho 2 ngày hai chồng ăn 25.000, cho mua 2 ngày là 25.000 thôi. Dạ. Mắc dữ lắm là 30.000. Ăn tiết kiệm, có gạo ta cho đó. Dạ. Hổm Gulit cũng cho một cục đó. Rồi một ngày như vậy thì coi như ăn uống là cũng hết luôn rồi. Hả? Giống như là mình ăn uống xong rồi mình mỗi ngày là tiền bỏ ống 50.000. Đóng tiền nhà trọ 1 tháng là 1.500.000 rồi, rồi ăn uống 30-40.000 nữa là coi như là đâu có dư luôn rồi. Ừ. đủ sinh hoạt là được rồi. Chí mí luôn ha. Rồi mấy bữa trời mưa rồi mình đâu có đi lụm được đâu, rồi mình tính sao? Mưa xuống không biết làm sao. Mưa xuống không biết tính làm sao. Cái nào là mưa mà nguyên một ngày, cái mai mưa nữa cái chắc không biết làm sao. Dạ. Mưa hả? Không nhà, có. Đi đâu vậy? Mới mốt trời mưa mình tranh thủ mình đi thiệt là sớm. Mình lụm xong trời có mưa mình chạy xuống dốc cầu Mỹ Thuận mình đậu dưới mình đụng mưa. Dạ. Xong rồi mình về ngay được mình bán. Dạ, rồi những cái ngày mưa là coi như đâu có đi được đâu. Rồi anh chị sau này sắp tới mình có làm tính dự định mình làm cái gì khác không, hay là chỉ đi quyết tâm mày lụm ve chai thôi? Ve chai đi cô Lít ơi, không biết làm gì ve chai đi. Rồi, trung thành với nghề lụm ve chai. Thôi lụm ve chai đi cho chắc cú nhất luôn. Rồi ai bán thì mua, mà hổm gà nhờ cô Lít lên mạng. Nhiều người bán đồ ve chai. Dạ hả chị? Ờ. Người ta nói thì sao? Ta biết chị hả? Thì ta biết hai chồng bảy da trai nè. Dạ. Lên mạng rồi nghèo khổ quá được ta giúp đỡ đó. Dạ. Lít đâu đó. Rồi giờ ta để da trai ta bán. Dạ. Nói chung nhờ người ta bán một mối mình lời cũng mười mấy 20.000 đô lít. Dạ. Ta bán rẻ cho mình ta vừa to nữa đó. Cái người mua da trai người ta bán, người ta đúng giá để bán, còn mình theo tội nghiệp người ta bán rẻ cho mình cho có lợi. Dạ. Bán. Ủa rồi mình mua đi rồi mình mua lại rồi mình bán liền hả? Mua chở đi bán luôn. Chứ mình ở đây mình đâu có dựa được đúng không chị? Không có dựa được. Dựa đây là ba cái mình lụm Gulit. Dạ. Lụm ở công ty chỗ Gulit quay và chạy. Dạ. Đó lụm rồi đem về. Mấy bữa mới bán bữa. Lụm này cái tầng mới được như đây. Dạ. Ngày 2-3 bao vậy đó. Rồi anh chị sắp tới lỡ thì mùa mưa sắp tới rồi á, đâu có nắng nồi đâu mà đâu có lụm dây chai được, rồi mình không có làm gì khác rồi sao tiền đâu sống. Trời mưa cũng đi lụm nữa Gulit rồi. Trời mưa cũng phải đi chứ. Trời mưa cũng phải đi, không có nghỉ ngày nào. Bây giờ mình không đi á thì cái tháng mưa cái không mà ba cái giấy ướt á thì không có chỗ khơi thiệt, nhưng mà trời mưa da chai có ướt bán được hết trơn à, chai. Dạ. Mũ đồ ba cái đồ hư đó bán được hết, ướt trong hết trơn à. Dạ. Rồi từ khi mà em quay em giúp đỡ anh chị đó thì đi ra ngoài đường bây giờ người ta có biết anh chị nhiều không, người ta có biết bé Na không? Biết trời, biết dữ lắm luôn á, đi đâu người ta gặp chó Na ta cũng kè kè chó đó lên YouTube kè. Ta nói gì đây ha? Dạ. Biết trơn, giận Na đi đâu người ta cũng biết á. Dạ. Bởi vậy thấy cũng mừng đó chứ, mà lớp nào người ta cho rồi lớp nào người ta bán cho chị rồi lớp nào người ta cho chị nữa, vậy thì cũng mừng lắm. Thì đó giờ vậy mà có sinh hoạt có ra đây ở nó rộng rãi đó Gulit. Dạ. Nhờ cũng đồng mạng thương giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn. Có một cái tội nghiệp ha, bữa đó cái anh là trong tay đó nó được có nhiều đồ chở lại nó cho hoài. Chở lại lâu lâu chở lại nó cho con chút nó cũng chở lại nó cho nữa. Rồi thấy thương ha. Cô con cho cô nè, cô hôm qua cũng trở lại mớ. Con nhỏ kia cho giấy nó cho mấy miếng à, nó. Bởi vì mình ở thì mình gặp lần đó chị Thi. Nó gặp cái nó kêu cô đứng đây, cô đừng đi đâu ngang chạy về nhà con chở đồ con cho cô. Dạ. Nó nhìn nó biết, nó nhìn con Na nó biết. Bởi vì thấy thương quá ha. Dạ. Rồi ngày mai đóng tiền nhà trọ rồi bây giờ có đủ tiền đóng tiền nhà trọ chưa?
thì cũng chuẩn bị rồi đó. Ngày mới cái bắt đầu bán mớ đồ nữa, cái chiều chiều mới đóng, chiều ông bảy trưa về mới đóng. Dạ, tới ngày cái mình là phải dính. Sáng đó, ông đi nước, tới ngày cũng phải gán nhính ra mà đóng. Đóng rồi, đóng rồi cũng đâu có được. Đóng đâu có được hả? Đâu có được, mình đã dạ, chọn mà. Chọn không đóng chắc ta cũng nói ta đuổi mình nè. Dạ. Rồi, hôm nay coi như là đóng tiền nhà trọ đúng không? Dạ. Thì nay báo cho chị một cái tin vui. Tin vui. Đó là có một người chị ở Úc. Trời ơi, nước ngoài luôn đó bảy. Thì chị thấy hoàn cảnh của chị cũng khó khăn, chị cũng rất là thương. Nên là chị cũng hỏi coi nhà trọ của chị là một tháng bao nhiêu. Thì bây giờ chị ở bên Úc đó là cũng muốn hỗ trợ chị là cái tiền là một tháng tiền nhà trọ là 1,5 triệu. Trời để ơi, hai vợ chồng coi như là có cái kinh phí, có cái dư giả để mà không bớt đi cái phần nào cái lo nghĩ ha. Dạ, trời ơi, cảm ơn chị. Quên tên mới nói quên rồi. Không phải, cái chị ở bên Úc thôi. Chị ở bên Úc. Rồi, bây giờ em sẽ gửi cái tiền cho chị. Trời ơi, mừng quá, bảy ơi, mời đóng tiền nhà trọ. Ôi. Có tiền đóng tiền nhà trọ hả? Dạ, có tiền đóng tiền nhà trọ. Đỡ đi phần nào đó lo. Đỡ đi phần nào đó lo rồi, để dành tiền đó mình mất thêm tháng sau. Dạ. Đi mà tháng sau, phải không? Ừ. Rồi, ok ha. Ông ơi Phật. Rồi, rồi, được rồi. Vậy có phước. Mình là... Dạ, rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bây giờ chị đếm lại coi đủ 15 tờ chưa? Đủ rồi, Gulit đếm là đủ rồi mà. Đếm đủ. Cảm ơn Gulit, cảm ơn chị ở bên Úc. Mang tôi hành học, mang ơn rất là nhiều. Trời ơi, chịu gửi đối với tôi thiệt là lớn luôn á, lớn dữ lắm luôn á. Cảm ơn hành học, cảm ơn. Rồi bây giờ cái số tiền giống như là chị nghĩ coi bao nhiêu lâu là mình làm có dư được 1,5 triệu này? 10 bữa, hơn 10 bữa, có ít thì 12, 13 bữa. Vậy là cũng tính ra là cũng 2 tuần đi làm ha. Ủa, vậy 10 bữa có 50 ngàn trời, cả tháng trời ông nội ơi. Một tháng trời mới dư ra được. Ngày mình là một... dư 60 ngàn. Giờ thì mình có khi 70-80 đi. 60. Rồi ăn uống nữa. Ăn uống nữa, nhưng mà làm sao mà tới đó mình đủ nghiến cũng được đó. Đủ nghiến nhà trọ là cũng mừng lắm đó. Rồi, nó bệnh, đừng giá cho nó bệnh. Bây giờ xem như là bây giờ mình đã có dư được 1,5 triệu rồi. Về là được 1,5 triệu kia. Rồi bây giờ mình dư được 1,5 triệu rồi. Bây giờ mình có số tiền 1,5 triệu thì bây giờ chị muốn làm cái gì? Cái số tiền dư 1,5 triệu này. Này để dành Gulit, để dành tháng sau. Dạ, để dành tháng sau đóng tiền nhà trọ tiếp. Ờ, trời mưa nhiều quá mình đi lụm cái tỷ cơ, mình cũng dành dụm được mấy trăm đi rồi mình đóng tiền nhà trọ, mấy trăm đó mình dư cái mình dồn nữa. Dạ. Dồn để dành tháng tới, tháng nào thất nghiệp. Năm nay có bão nhiều đó. Bởi vì thì thường mà bởi vì để dành hủ mừng quá trời mừng luôn. Dữ lắm luôn. Quá trời mừng ha. Mừng. Rồi, nay là cũng như là cảm ơn chị ở Úc. Cảm ơn chị ở Úc. Giúp đỡ. Dạ, tận tình giúp đỡ. Hai vợ chồng của chị Thi. Dạ. À, sau đó thì có một cái niềm vui thứ hai nữa. Phòng phòng. Hiện tại cũng có một người chị ở cũng ở nước ngoài luôn. Thì chị tên là Nguồn Tâm. Mà mệt nha. Đó, nó là tên Tâm à. Họ mà hát sức luôn. Bởi vì sức mà họ mừng. Cầm tiền mà nó mừng á. Dạ. Mừng mà nghe nổi da gà luôn á, nó mừng. Dạ. Có một người chị tên là chị Tâm Quỳnh. Thì chị có gửi cho chị hai vợ chồng của chị Thi là 50 đô. 50 đô là tương đương với số tiền là 2,3 triệu là 100 ngàn. Thì bây giờ 50 đô đó là 1,150,000. Yeah. Có nữa hả? Trời ơi. Thôi bảy ơi, bảy ơi, bảy ơi, bảy ơi, nói ra nha. Nói ra gà hả? Mình dọn trong mạng đó, mày cảm ơn cô. Cấp mới đây quên rồi. Chị Tâm Quỳnh. Dạ, hai vợ chồng em thành thật cảm ơn chị Tâm Quỳnh rất là nhiều, mang ơn rất là nhiều. Giúp đỡ cho hai vợ chồng em qua cảnh khó khăn. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Dạ, có nghĩa là 1,150,000 đúng không? Có nghĩa là 50 đô thì em sẽ gửi cho chị là 1,200,000 luôn ha. Ủa sao Gulit cho chi nữa? Đây thì 1,000,000 cho thêm nữa kìa. 1,000,000 nè. Rồi thêm 200 nữa là 1,200,000 ha. Dạ cảm ơn Gulit, cảm ơn chị. Này, chị gì quên em. Này có Gulit hả? Gulit cho 50 đó. Gulit bỏ vô cho chẳng 200 là cho thêm mình 50 đó. Em làm tròn thôi. Đi tới chỗ mà còn cho thêm nữa đó. Bởi vậy nó ơn Gulit rất là lớn.
cho nó có được vợ đẹp, vợ sang đi rồi hai chồng mình đi chăm cứu. Hồi sáng Gulit điện thoại cho em, nếu Gulit trúng số sẽ xây nhà cho em mở á, mà em giá trời cho Gulit trúng thiệt nhiều. Mà Gulit trúng nhiều lắm, mua số nhiều lắm. Nhà trọ khổ sở này kia. Mà em trúng số chắc em xây nhà cho chị ở không luôn đó, em không có lấy tiền. Cảm ơn Gulit. Rồi em cũng cảm ơn hai chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Tâm Quỳnh đó, thì cũng đồng hành với em để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoàn cảnh của hai vợ chồng của chị Thi, mấy nè, lụm ve chai. Dạ, cảm ơn dạ, mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Tâm Quỳnh rất là nhiều. Cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ cho hai vợ chồng bảy ve chai. Dạ, cảm ơn. Rồi, thôi được rồi, niềm vui nghe. Quá vui rồi. Vui quá vui. Tối nay không ngủ được luôn á. Nó gung dữ gì Thi? Hả? Tầm tay mà gung dữ à? Mừng, trời ơi, số tiền về, trời mấy tháng á Gulit ơi, thiệt luôn, mấy tháng trời gồng gã đó Gulit. Mình mới, tháng mấy này, tháng mấy nè, mới được như đây. Mà mình đóng nhà trọ hết, nhà ở đây bây giờ mình dư đi, mình để dành. Không đó. Có, nếu mà mình bình quang cũng được nè, rồi mình phải ăn dính, có cái gì đó, mưa, gió, lấy cái tiền này mình. Nếu mà mình không đóng nhà trọ cao như vậy, ở chưa chắc gì mình đã nhiều như vậy nữa. Dạ, vậy mình cũng ăn ngon, ngủ yên. Rồi bây giờ cái số tiền cũng như là một cái số tiền đóng nhà trọ rồi, một cái số tiền còn lại là chị muốn làm cái gì? Để dành Gulit. Để dành mua thuốc uống, bệnh hoạn đó. Mua ít tâm khang. Dạ. Đi khám bệnh đồ nghe. Mua đồ ăn cái này là cười mấy chị, mấy cô đồ gửi cho mua đồ ăn ăn chứ em thấy ăn mì không à. Đóng mì. Ăn mì không luôn vậy đó. Mì làm canh. Rồi bình thường là ăn mì là coi như sáng ăn mì rồi mới đi lượm ve chai. Dạ 5 giờ dậy nấu hai tô mì cái hai chồng ăn rồi cái đi lượm trưa về cái nấu cơm, mà nấu cơm sẽ tốn đồ ăn, đập hai gói mì nữa. Trời đất ơi. Thì nấu miếng cơm thì lấy hai gói mì đó ra làm canh. Dạ. Làm canh chang chang vô. Rồi chiều có ăn mì nữa không? Chiều nay hả? Chiều nay ăn cơm. Chiều nay ăn cơm đừng ăn mì nữa nghe. Ăn mấy giờ mì hôm rồi. Đó thì bây giờ mình có cái tiền nhà hảo tâm giúp đỡ rồi, bây giờ mình là sử dụng số này để mua đồ ăn mình ăn cho có sức khỏe. Dạ, chứ bây giờ mình ăn mì hoài đâu có sức khỏe đâu. Cái lòng tông hay là cái đồng rồi ăn nó cá kho đi. Mình ăn nó được hai bữa. Trời anh ăn chay em ăn có mình em mà chiều nay em mua cho anh hai miếng đậu hũ. Ăn chay thì khỏi mua gì chứ. Nghĩa rau sống như thôi đi anh ăn chay em mua cho anh hai miếng đậu hũ em ăn canh được rồi. Trời ơi chay mua cho anh một miếng thôi, bây giờ mình sử dụng số tiền này mình ăn ngon bữa đi nha. Thôi Gulit chiều nay mình đi ăn hủ tiếu gõ được không? Dạ hủ tiếu gõ là ngon lắm rồi đó. Gulit chiều nay tôi rủ Gulit ăn hủ tiếu gõ nha. Em nãy em mới chạy ngang chỗ hủ tiếu gõ, em tính chiều nay em rủ chị đi đây nè, bây giờ trời ơi rủ em. Chiều nay tôi rủ Gulit ăn đi. Mẹ có tiền nhiều rồi. Bao cho. Trời có đâu có nhiều mà mấy chục ngàn à. Ăn ở đâu? Ăn cho trường học bự á. Học bự nào? Đây ra ngoài đó có cái trường học bự mà nằm phía bên đó đó, có cái người bán hủ tiếu ngay cái góc ở đây nè. Chỗ sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Không biết có cái trường học đó đó, bự đó, rồi cái dắt chiều có cái chị đó bán hủ tiếu gõ. Hai chồng đó. Dạ. Biết chỗ nào không? Dắt đi cho ăn cho. Biết chấm biết. Biết chỗ đó là bán cho sinh viên luôn á. Rồi đúng rồi, chỗ đó là sinh viên nhiều lắm. Ừ. Rồi thôi cố gắng nha. Chiều vậy tôi đi lượm ve chai và tôi điện Gulit nha. Nha. Rồi mai có đi đám giỗ không? Đám giỗ không? Mai có đi đám giỗ không? Đám giỗ vua Hùng. Vua Hùng. Ngày mai giỗ tổ ông Vương rồi. Ngày mai là ngày mấy ra? 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3. Ủa ông đó ở đâu mà mình đi đám giỗ? Ông đó là cái nước của mình đó. Cái nước mình là ông vua chúa hồi xưa đó là. Mà ông ở đâu mà mình đi tới nhà ông đám giỗ? Hả? Ông ở đâu mình tới nhà ông, trời đâu biết nha. Thì bây giờ á cái ông vua đó đó mình ăn đám giỗ là ông như mình tưởng nhớ ổng rồi mình gái ổng tên tuổi ổng. Rồi cái mình có cúng gì đó. Thôi trời hồi đó giờ em không có đám giỗ ổng đâu, em đâu có thờ ổng. Thiệt. Hồi đó giờ tôi đâu có thờ ông đó đâu, tôi. Dạ. Tôi hầu Phật có mà. Đám giỗ là nguyên nước này ăn đám giỗ luôn chịu mà ăn hả? Cả nước ai cũng ăn trơn á. Người ta ăn đám giỗ ăn gì? Thì giỗ tổ Hùng Vương đó thì mình đi ăn đám giỗ vua Hùng. Thì mình đăng đám giỗ Hùng dắt con lít đi. Đi ăn đám giỗ vua Hùng cũng như là mình. Vậy ngày mới đám giỗ mình rủ con lít ra xong tiền uống cà phê đi. À, mình sợ cà phê rồi có cái gì là mua cái gì lại đó ăn đó ha. Chắc cây qua quả gì cũng được hay là món gì mà mình đi ăn vừa uống cà phê luôn. Ông ơi Gulit muốn ăn cái gì? Mời muốn ăn cái gì? Tôi mua xuống đó cái ngồi uống cà phê ăn luôn chứ đâu có cúng ông. Hồi đó giờ không có cúng ông. Em đùa đâu, em nói chơi thôi. Đây là ngày mai là giỗ tổ Hùng Vương, có nghĩa là ngày đám cổ của vua Hùng hồi xưa á.
là có câu thơ cũng có là hay, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày đám giỗ mùng 10 tháng 3 đó. Tháng 3 nữa nha. Hồi đó tới giờ tôi chỉ biết cái lễ 30 tháng 4 với cái lễ 2 tây tháng 9. Rồi đó, còn mấy đám giỗ mấy ông kia tôi đâu có biết đâu. Bây giờ mình giờ biết rồi đó. Giờ biết rồi. Mình đi trong cuốn sổ. Cái ngày mùng 10 tháng 3 này ai cũng nghỉ hết trơn nha. Ai cũng nghỉ làm hết trơn á nha. Rồi sao mơ tôi đi lượm da chai được. Thì bây giờ mình cũng nghỉ luôn đi. Nghỉ một bữa đi. Mình đi, công an có bắt mình không? Không. Công an có bắt mình đi được mà. Vô hùng mà mình đâu ăn mà không có đâu. Nhà mình không có thờ ổng, mình đi công an đâu có bắt mình. Thiệt không? Tôi liếc hồi đó giờ không có thờ ông vua. Đúng rồi. Nhưng mà mình đi thì bình thường, nhưng mà em nghe nói là một cái lễ tay hai tay tháng 9 nó lại đó mình đi mặn mới bị bắt đó. Nói chung là làm phải. Ủa ngày lao động gì đó. Có nghĩa là mình tay hôm nay ngày này mai rồi ta chiêu cò nhiều lắm đó. Vậy cũng đi lượm dây chai cũng được thôi. Tại người nhân công nhân viên chức rồi người ta nghỉ, để người ta ta nghỉ ngơi. Ăn bánh dỗ ha, cũng dỗ ha. Gulit, mời mọi gulit ra xong tiền uống cà phê. Ăn bận nắm dỗ. Hả? Thì có mày gulit, mày không biết à. Không có, trước khi đi điện thoại cho gulit trước. Thì về giống như là chiều đi thì chưa luyện đi. Nói chung em không biết, ngày mai em hứa à. Ông bà chiều nay có quan trọng cái ăn hủ tiếu gõ không? Đi, chiều nay đi ăn hủ tiếu gõ. Chiều tôi điện nha, đi lượm da chai về là 5 giờ mấy, tắm rửa xong điện nha. Xong rồi, tắm rửa. Thôi giờ ăn mì ở nhà đi cho nó đỡ tốn. Ăn mì nhà hả? Giờ cô lít ăn không? Tôi nấu liền nha. Ăn mì nhà đi, đỡ tốn. Ngồi đi. Ngồi chơi đi, tôi vô tôi nấu lắm. Thôi ăn mì ra, ở ra ngoài hủ tiếu gõ tốn tiền lắm, mình ăn mì ở nhà đi cho nó đỡ tốn. Bởi vậy, hôm nay thấy mừng ha anh. Thấy mấy sao, mừng không? Quá mừng rồi. Dạ. Mỗi tháng, mỗi tới tiền tháng, rồi hai chồng cũng dính rồi đó, cũng đủ tiền rồi. Dạ. Mà đóng từ nhà rồi thì nó ra đóng rồi, tới đâu còn tiền nữa. Dạ. Thế vậy nhiều khi mình lo lắng lắm không? Lo lắng chứ ăn không ngon ngủ không yên. Rồi tháng mưa, tháng gió nó tới rồi nó ra mình cũng gầu. Tháng nắng thì ngày nào cũng đi được. Còn tháng mưa sợ nó mưa rồi nhiều khi bão tới làm ầm mì đi không được, lạnh lẽo đâu có ai buôn bán gì. Dạ. Sợ thấy sợ vậy chứ mà mỗi tháng tới mau lắm anh ơi. Mau lắm. Dạ. Thôi cũng cố gắng ngang, hai vợ chồng cũng cố gắng lên, nương tựa nhau sống. Cố gắng lên sống. Dạ. Rồi tranh thủ chút xíu ăn mì đi cho đỡ tốn, chứ đi ra ngoài ăn tốn tiền lắm. Đó bật đèn lên cho em coi coi. Bật đèn lên cho em coi ở đâu coi. Để nắp dung lên cho nó mau sôi. Mấy người ăn luôn nha, ăn chung luôn chứ ăn mình em buồn rồi nha. Thôi ăn đi, nãy ta ăn cơm rồi. Thôi ăn không nổi. Thôi ăn chung với em đi. Trời ơi ăn không nổi, uống cà phê rồi ăn nổi là ăn liền luôn. Thôi hai người nửa gói. Người nửa gói vậy đi, ăn chung cho vui. Ăn chung. Vậy em nấu cho anh ăn, em dọn anh ăn á. Anh ăn hủ tiêu chai quá không? Đó, thấy thường quá. Đó, ăn hủ tiêu chai. Có ai điện nữa giờ này mình đó thì nấu mì ăn như cái nhà. Dạ nghe nè chú ơi. Đó thì nấu mì ở đây thì cái căn nhà trọ này nè thì nói chung là cũng tương đối, nó cũng nhỏ thôi. Cũng nhỏ thôi nhưng mà một tháng tới 1,5 triệu, do ở đây là gần cái mặt tiền lộ á nên là cái nhà nó cũng rộng lắm, nên là chi phí nó hơi cao, nhưng mà được các chị các nhà hảo tâm ủng hộ như vậy á là rất là mừng cho chị Thi. Mấy giờ rồi? Mới 3:30 mà. Ủa? 3:30 mà chị? Công ty nó đem đồ ra nó điện. Bên công ty là giờ bắt mối với công ty luôn rồi hả? Bắt mối với công ty là coi như là có dây chai là điện chị hả? Có dây chai đem ra bỏ là điện. Vậy hả? Rồi cái nải chuối này ăn ngon không? Ăn mấy trái đó đi. Dạ. Trưởng cơm. Nó điện cho mình lấy một mũ á. Dạ. Rồi mình mua cho nó một gói thuốc. Dạ. Một gói thuốc 2 gô. Cũng được, lâu lâu mà anh lâu không có đó. Lâu lâu mới có đó. Dạ. Dạ. Nói là mình nấu mì mình ăn luôn đi rồi chút xíu đặng rồi đi có sức khỏe rồi đi luôn. Chiều nay khỏi đi ăn hủ tiếu tốn tiền lắm, ăn ở nhà đi cho nó đỡ tốn. Nhưng mà ăn rồi. Sợ
rồi chị đói chứ, mấy chị em ăn cho nó vui. Không dám, không dám ăn mì nhiều quá, gulit ăn mì nhiều bị lên đường. Lâu lâu quá cái nấu gói cái bẻ ra miếng về làm canh. Đúng rồi, cái này là ăn mì tình nghĩa nghe. Hiếm khi gulit ăn mì nhà của chị Thi đó, từ hồi xưa giờ đó có ăn đâu. Em bình dân lắm chị ơi. Rồi cái gạo này chưa ăn nữa đó hả? Còn gạo, ăn nhín lắm. Ăn nhín nhín à, không dám ăn nhiều đâu. Dạ. Nồi này là nồi cơm, để nồi lên cơm bên. À. Đâu đâu. Bên kia nồi kia, bên kia là nồi, nồi gì? Nồi canh. Bên kia là nồi canh hả? Canh gì nè, vậy? Nè, canh hủ qua. Ôi. Quá đã ha, ăn qua đi, chị ăn khổ qua đi cho nó qua cái khổ. Mà hồi sáng này mua 10 tổng cộng là đi chợ là gần 19.000 tiền nồi canh này đó. Thôi. Mắc chết luôn á. Dữ vậy, tới 19.000. Tới 19.000 luôn á. Không tới 1 đô luôn đó. Hôm nay là mình được số tiền ngon nhiều rồi, mình ăn phải ăn ngon nha. Nói tiền nhiều mừng quá. Bởi vậy tinh thần mình cố gắng lạc quan, vui vẻ lên thôi, thấy gì chị ơi. Thôi rồi. Chưa. À, nóng thiệt, sôi thiệt. Thôi rồi. Mà giờ mình thấy nó không có đẹp hay vô trong cái gì đó. Mình nhìn đẹp ha. Có nấu nướng gì không mà chảo dữ vậy? Hả? Có nấu nướng gì không mà chảo ở đây dữ vậy? Cái chảo này á để dành xào, cái chảo này để dành chiên, cái chảo này để dành kho. Cái nồi bự này thì có khách đợi mình nấu nhiều thì mình nấu, còn có mình nấu ít, cái chảo này để dành rang muối khi nhức cái lưng quá, phải rang muối đắp cái lưng. Rồi, tiếp tục. Rồi, cái nồi này làm gì? Cái nồi này á ít người lại, cái lẽ ra cái nồi này là để nấu nước nấu mì ăn. Nó nhỏ. Này. Hả? Cái chảo này để rang đậu, để dành nấu nước uống, cái rang 7 thứ đậu đó. Cái chảo trong là 70 da chai, thấy ngon quá chừa lại để đổ bánh khọt ăn, mà có đời nào mà đổ đâu. Tao đầu cũ đó. Bán rẻ mình đem về mình xài. Cũng đồ da chai không đó. Đồ da chai không đó, lít không có đồ nào mà mua hết trơn. Có cái nồi cơm này mua, cái nồi này mua nha. Nóng nào. Được được, 7 da chai bông phụ vợ coi. Rồi đi. Đó. Để cái tô mì xích qua cho cái võng cho Gulit để đây nè. Rồi, đâu cũng được. Để đây nè. Để cho mà Gulit ăn hủ tiếu đây. Gulit ăn mì. Ăn mì, ăn mì đây, ăn hủ tiếu đi. Nè, anh ăn hủ tiếu đi, hủ tiếu chai của anh đó. Rồi, thấy nó ngon hơn vậy. Ừ, ngon hơn ăn mì. Rồi, ngồi đi, ngồi đi. Rồi đó. Rồi anh Bảy ngồi ăn với Gulit Nguyễn đi. Đi đâu à, đi đâu à? Tính cái ga ve cái xe ra. Đi làm gì? Để sẵn. Ừ. Ăn đi. Để hả? Để nó kêu đó hả? Rồi, anh Bảy ngồi. Rồi, ăn đi anh Bảy. Dạ, thôi vậy cũng mừng rồi, kệ đi anh em vậy. Thôi chú ơi, chở tiền hàng 20.000 vậy đó, chú cũng có ho thôi, được cái đấy không? Dạ. Có nước suối hay là có thuốc được không? Dạ. Thôi ăn bữa cơm ha. Đáng lẽ là bữa cơm ăn hủ tiếu nhưng mà thôi tốn tiền lắm, ăn mì ở nhà đi nha. Ông nghe Gulit bình dân quá trời luôn nha. Còn mấy cái clip Gulit lên nhà của chị Duyên đó. Chị Duyên cũng nấu mì cho Gulit ăn nữa. Mì không vậy mà nó ngon. Mà chị Duyên là đậu mì á anh, chị Duyên ăn mì dữ lắm. Nữa được cô nào mà gặp Gulit có khúc dữ lắm chắc. Chứ còn gì nữa. Mì ngon quá chị Thi ơi. Được hả? Mì này mì gì ngon quá vậy? Mì gấu đỏ. À, biết ra Hà Tiện là biết thương người nè. Rồi mà cô nào mà được. Cái Gulit giờ là sướng luôn á. Vậy sao có tù mới được á nha. Nhưng mà thấy vậy chú phải vậy. Gulit là cái nào ra cái nấy đó. Vậy chứ đó. Không phải tôi đâu. Phải là dễ đâu. Mấy con mà lụp chụp hả, Gulit nó nhìn nó không có thèm đâu. Còn nhỏ mà chị ơi lo làm đi, giờ cưới vợ gì, còn nhỏ xíu mà cưới vợ gì từ từ. Biết đâu mày ngon quá. Có nhiên cái nói vậy có gì.
Mới mốt Gulet có tới điện tôi, cái bắt đầu biết làm gì không? Vừa tới cái tôi mua cải ngọt bé sẵn á Gulet. Mì xào cải ăn rất là ngon á. Vậy hả? Ờ. Mình làm á. Ờ. Ăn gia đình nha. Mì xào cải cái trứng á mình đánh lên cái mình chiên cho nó hai bề, cái mình lấy cái kéo mình cắt sợi vô ăn với mì xào cải rất là ngon. Độc họng phải đâm nhuyễn vô. Ngứa lên mà mình ăn mì đó là không ăn nước mắm, ăn với nước tương rất là ngon luôn, món đó của Quảng Ngãi á. Rồi làm thấy mê vậy? Thiệt. Bữa nào đi nghe, bữa nào tính nghe. Ờ. À, cải ngọt mình luộc chứ đừng có xào, xào nó tớp mình luộc. Dạ ngon quá chị ơi. Đây cái giọng này khó ăn quá, để ngồi dưới. Trời đất. Có đi ngang đó nấu không tới. Rẻ. Này mì ngon do người nấu nè chị ơi chứ không phải. Trời đất, có gì đâu nấu cũng gia vị bình thường. Có con cá vậy, có hai vợ chồng ngủ hỉ. Có người rất chị thấy cũng vui quá ha. Hiếm khi vui tới đây ăn vui quá trời luôn ông bảy. Có gì gặp. Vui lắm á. Hai chồng vui buồn lẫn lộn, có hai vợ chồng có đâu có. Chứ nhà có hai chồng tôi với con cháu à. Nằm ở đây đã cái đi vô buồn nằm biết chi không, nó sạc điện sạc cái pin con ổng coi hổm gài coi tin tức của ca ông Võ Hoàng Yên đó, ổng coi cái tin tức đó không à. Ngon quá. Số 1 nấu vậy mà ngon hả? Ngon hả? Tại gua lít đói bụng á. Con ăn cơm mà chưa rồi nhưng mà muốn ăn ở nhà cho đỡ tốn tiền. Ở ngoài tốn tiền á. Đã vậy biết giờ tao nấu hai gói. Đó, được rồi. Gói thôi. Ngon. Mì dấu đỏ, cái ông phải thì. Di động đã quá ha. Cái lò này như nó bị cháy cái ta dục ra bán ra chai nè, hai chồng tôi xách đem về làm cái bàn đó. Chứ đâu có cái bàn đâu. Wow, ngon quá. Số 1. Dạ. Rồi hôm nay là ghé nhà của chị Thi á, thì ăn ăn mì với mọi người rất là ngon, mà chị Thi chỉ nói ra ngoài ăn đi cho lâu lâu á mời Rulit ăn, nhưng mà thôi ăn mì ở nhà đi cho đỡ tốn tiền á mọi người. Dạ. Thì bây giờ cũng 4 giờ rồi thì anh chị cũng chuẩn bị đi làm dưa chai. Đó, mà bây giờ em cũng về ha chị Thi ha. Cảm ơn Rulit. Dạ, cảm ơn chị Thi cho em ăn mì ngon quá. Trời ơi, nghĩa chị trời giúp tôi từ đó giờ biết bao nhiêu trời ơi. Giúp cả 100.000 lần luôn á. 100 tô mì, 1.000 tô mì về chưa đền đáp được cái công ơn của Gulit đã giúp đỡ tôi bao nhiêu tháng qua. Thời gian qua ha, cũng nhờ có Gulit mà chuyển những số tiền của Mạnh Quân cho. Rồi Gulit cho nữa, rồi giúp đỡ cái gì. Xin gạo từ thiện cho tôi ăn nữa. Trời ơi, giúp biết bao nhiêu ngàn tô mì chưa đền đáp là công ơn đó nữa. Trời ơi, không thì chừng không có gì quan trọng đâu chị ơi, nói chung là quan trọng là coi như là quan trọng lắm. Dạ. Trời, không có ai giúp đâu, tôi đâu có ai giúp. Thôi quan trọng là chị phải vui vẻ, uống thuốc rồi kia hết bệnh là tụi em vui rồi, nghe. Dạ, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mấy chị em mình. Dạ, cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân rất là nhiều ha, đã chung tay giúp đỡ hai vợ chồng của chị Thi. Quá ngon ha. Dạ, bye bye mọi người, hẹn cả nhà vào một video tiếp theo nha. Bye bye. Quá ngon chị ơi. Tự nhiên tới.